Dạ, kính chào các bác. Em xin giới thiệu đây là một cặp tép kèn hồng nhôm của hãng Tio. Em đang test đây. Chiều ngang là khoảng 7,7 cm. Chiều cao là 18 cm hơn xíu. Chiều sâu là 16. Tiếng khá là hay. Rồi em quay sát lại cho các bác xem. Đây, ở đây có chữ Japan đây. Của hãng Tio, đóng trong thùng loa của Kenwood, 8 ohm, công suất từ 5W đến 35W. Hàng này là hàng nguyên zin, tháo thùng luôn. Em đang gắn tủ để tủ chép để cản này. Bác nào cần liên hệ em. Cặp kèn này là giá 2.500.000 đồng.